Thưa quý vị, ngày 11 tháng 1, Liên bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ tính toán mới của Liên bộ Công Thương Tài chính, tức 10 ngày điều chỉnh một lần. Trước kỳ điều hành giá lần này, dữ liệu của Bộ Công Thương chưa cập nhật giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore theo chu kỳ tính toán mới. Nhưng theo các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu, giá xăng đã tăng từ 5 cho đến 6% so với kỳ điều hành trước đó. Do đó, các chuyên gia dự báo giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày mai có khả năng sẽ tăng theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới. Theo đó, ở kỳ điều hành ngày mai, nếu không tác động đến quỹ bình ổn giá và tính theo công thức cũ, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng 600 đồng một lít. Giá xăng RON 95 có khả năng tăng 800 đồng một lít. Giá bán đối với mặt hàng dầu cũng sẽ tăng. Trong đó, dầu hỏa được dự đoán tăng khoảng 560 đồng một lít, dầu diesel tăng 800 đồng một lít. Ở chiều ngược lại, nếu cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng quỹ chi bình ổn giá xăng dầu trong nước có thể tăng ít hơn.